Vâng, chị chào anh em đã quay trở lại Thanh View. Hồi trước phải ngóng phải chờ, giờ tin leak hết, chẳng bất ngờ như xưa. Mà anh em đã biết gì chưa? iPhone lộ hết, chẳng chờ gì luôn. Đấy, vui vẻ anh em tí thế thôi. Thì chỉ còn hơn tháng nữa sẽ diễn ra cái sự kiện của Apple, sự kiện chỉ còn sự sáng tạo. Đấy. Và tại sự kiện này thì Apple sẽ giới thiệu cái những cái sản phẩm iPhone mới của mình trong năm nay. Và như mình vừa chia sẻ anh em đầu video đấy, thì hồi trước là rất ít cái thông tin về những cái sản phẩm mới sẽ ra mắt. Còn thời gian gần đây thì gần như là nó lộ hết trước cái ngày ra mắt sản phẩm luôn rồi. Và như những năm gần đây thì gần như là những thông tin rò rỉ đấy nó đều là chính xác. Vậy thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho anh em tất cả những cái thông tin về iPhone mới của Apple trước ngày ra mắt. Ok anh em, thì mình đã tổng hợp từ rất nhiều nguồn tin rồi. Thì chúng ta sẽ có 3 chiếc iPhone mới trong năm nay. Đó chính là iPhone 11 này, iPhone 11 Pro này và iPhone 11 Pro Max. Mày nghe đọc nó đã không thuận mồm cho lắm đúng không? Và trên internet thì cũng có rất nhiều hình ảnh về những chiếc iPhone mới này rồi. Và như hôm gần đây nhất thì đã có luôn cái thông tin chi tiết về cấu hình của bộ 3 sản phẩm này như anh em đang thấy trên màn hình đây. Và anh em có thể thấy thì 3 chiếc iPhone này nó sẽ thay thế cho cái bộ 3 iPhone năm ngoái. Ở đây anh em có thể dễ dàng nhận ra iPhone 11 sẽ thay thế cho chiếc XR với màn hình LCD 6.1 inch này. Còn chiếc iPhone 11 Pro sẽ thay thế cho chiếc XS năm ngoái với màn hình 5.8 inch, vẫn là màn hình OLED. Còn tất nhiên chiếc iPhone 11 Pro Max sẽ thay thế cho chiếc XS Max năm ngoái. Nếu như các bạn không thích những chiếc iPhone mới thì có thể đến ngay hệ thống cửa hàng Sephora, bởi vì ở đây đang có rất nhiều sản phẩm iPhone chính hãng khác với mức giá rất là tốt cũng như rất nhiều chương trình ưu đãi. Thông tin chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả video. Xin cảm ơn. Và như anh em đã thấy thì có lẽ chiếc iPhone 11 sẽ tiếp tục là tâm điểm ném đá như kiểu là chiếc XR năm ngoái, khi mà Apple vẫn tiếp tục keyboard chỉ cho chúng ta một cái màn hình LCD độ phân giải cũng không phải là quá cao ở đây. Và như chiếc XR ấy, thì mình cũng đã nói rồi, nó không phải là chất lượng màn hình tệ mà là Apple quá keyboard khi không cho chúng ta một cái màn hình chất lượng tốt hơn với cái mức giá của nó. Và như cái cấu hình rò rỉ này thì Apple đã có sự nâng cấp về cấu hình. Đầu tiên là về dung lượng RAM, chúng ta sẽ có chiếc iPhone 11 được nâng lên 4GB RAM, còn chiếc 11 Pro và 11 Pro Max thì sẽ nâng lên là 6GB RAM. Và tất nhiên là bộ ba này sẽ sử dụng con chip mới nhất của Apple là A13. Thì đây cũng chính là cái con chip cuối cùng sử dụng cái tiến trình 7 nanomet của Apple. Và con chip A12 năm ngoái của Apple thì nó cũng đã rất mạnh mẽ rồi, nên mình nghĩ rằng với A13 năm nay thì tất nhiên nó vẫn nhiều khả năng sẽ là con chip mạnh mẽ nhất trong thế giới điện thoại rồi. Nhưng mà mình nghĩ Apple sẽ tập trung nhiều hơn vào việc tiết kiệm pin hay là những cái tính năng AI. Và cũng mới ngày hôm qua thôi thì trên cái trang Geekbench đã có cái điểm benchmark của một chiếc iPhone lạ, và rất nhiều khả năng đây sẽ là của chiếc iPhone 11. Thì như anh em thấy ở đây, nó sẽ có cái điểm đơn nhân 5415, cao hơn so với chiếc XR thế hệ trước. Tuy nhiên điểm đa nhân của nó thì chỉ ngang bằng thôi. Và nếu đây đúng là cái điểm benchmark của con iPhone 11 thì năm nay, như mình đã nói, con chip A13 lại tiếp tục là một con chip mạnh mẽ nhất trong thế giới điện thoại rồi. Và nói tiếp về sự nâng cấp thì chắc hẳn rất nhiều anh em sẽ vui mừng, bởi vì trên cái iPhone mới chúng ta sẽ có những cái viên pin lớn hơn. Như chiếc iPhone 11 sẽ có viên pin là 3110mAh, cao hơn so với viên pin 2942mAh của chiếc XR. Còn với iPhone 11 Pro thì chúng ta sẽ có viên pin là 3190mAh, nâng cấp lên so với 2658mAh của chiếc XS năm ngoái. Và cuối cùng là chiếc 11 Pro Max với viên pin 3500mAh, cao hơn so với năm ngoái của chiếc XS Max là 3174mAh. Và bên cạnh đó, năm nay khi mở hộp chắc chắn anh em sẽ vui mừng khi chúng ta sẽ có cái củ sạc 18W kèm với một sợi cáp Type-C to Lightning. Quá là ngon đúng không nào? Và nâng cấp cuối cùng đó chính là về camera. Thì đây cũng là điểm mà khiến những chiếc iPhone đang bị ném đá tơi bời những ngày gần đây. Đó là chúng ta thì sẽ có bộ 3 camera mặt sau với chiếc iPhone 11 Pro cũng như là 11 Pro Max. Còn chiếc iPhone 11 nó sẽ chỉ có 2 camera thôi. Nhưng cái việc bố trí thiết kế của nó thì quá là xấu luôn. Và mình sẽ nói về phần thiết kế tiếp theo nhé. Còn tiếp theo là về tính năng, thì trên chiếc iPhone mới chúng ta cũng sẽ có nhiều cái cập nhật. Đầu tiên đó chính là về Face ID. Thì cái Face ID mới nó đã được nâng cấp hơn và nó sẽ hỗ trợ quét rộng hơn. Như những thông tin rò rỉ gần đây thì anh em kiểu có thể đặt chiếc iPhone trên bàn và vẫn có thể mở khóa bằng Face ID luôn. Và với cái việc nâng cấp như thế thì tất nhiên là cái tính năng cảm biến vân tay trong màn hình là sẽ không xuất hiện trên iPhone mới rồi, nên anh em cũng khỏi phải mong chờ nhá. Và như vừa chia sẻ anh em thì những chiếc iPhone mới đã được nâng cấp về thời lượng pin rồi, nên chúng ta cũng sẽ có cái tính năng sạc ngược không dây. Thì mặc dù cái tính năng này mình thấy nó cũng không phải là quá ngon đâu, ví dụ như cái đợt trải nghiệm trên bộ đôi S10, S10 Plus ấy, thì một là nó sạc cũng đang khá là chậm và cũng không phải là quá hiệu quả. Nhưng mà tất nhiên trong nhiều trường hợp cần kíp thì cũng hay, kiểu để sạc AirPods hay là sạc những cái phụ kiện khác chẳng hạn,
cần một cái thời lượng pin để sử dụng tạm thời. Đấy thì mình nghĩ là ok. Và cũng mình mong rằng là Apple sẽ làm tốt hơn so với Samsung về cái tính năng này, chứ kiểu không phải chỉ là một cái tính năng để PR ấy. Và tiếp nữa thì trên chiếc iPhone 11 Pro cũng như 11 Pro Max, nó sẽ được hỗ trợ cái bút Apple Pen. Thì cái điều này mình cũng đang không biết là kiểu Apple sẽ làm như thế nào, bởi vì thực sự thì cái bút Apple Pen nó khá là to ấy, nó không kiểu như cái bút trên chiếc Note và kiểu cầm với điện thoại thì cảm giác là không biết sử dụng nó như nào, cũng không hợp lý cho lắm. Thì chúng ta lại phải chờ đến một tháng nữa để xem Apple sẽ làm như thế nào nhé. Và cái điều cuối cùng mình phải để nó đến sau cùng nhé, đó chính là về thiết kế. Thì thực sự mình rất là hoang mang khi mà những cái hình ảnh đầu tiên về iPhone mới được rò rỉ trên Internet, bởi vì năm nay nó thực sự quá xấu, xấu vãi nổi luôn ấy. Nó không như kiểu như những năm trước, như kiểu cái hồi iPhone bắt đầu làm camera lồi kiểu trên iPhone 7, iPhone 7 Plus, hay là khi mà chuyển sang cam dọc như trên chiếc XS Max năm ngoái. Kiểu nhìn ban đầu cảm giác nó như thế, nhưng mà sau đó thì Apple có cái độ hoàn thiện tốt này, và nó cũng làm gọi là không đến mức quá xấu, kiểu nhìn nó không phải là quá đẹp đâu. Nhưng mà năm nay thì thực sự là lúc nhìn là không có cảm tình rồi. Cái việc sắp xếp cụm 3 camera ở mặt sau, xong kiểu nói chung làm cách nào đấy mình cũng không thể nào nhìn ra nó đẹp được. Và bên cạnh cụm camera xấu ma chê quỷ hờn như thế, thì chúng ta có một điều mới mẻ đây, đó chính là trên chiếc iPhone 11 cũng như là trên chiếc iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, chúng ta sẽ có cái tùy chọn, đó là mặt lưng kính mờ. Thì đây là một điều khá là hay, bởi vì nếu như anh em nhớ thì trên chiếc Google Pixel 3 XL nó cũng có kiểu mặt lưng như thế, và sờ thì khá là thích tay. Nên mình cũng đang rất mong chờ là không biết trên iPhone thì Apple sẽ thực hiện cái điều đó như thế nào. Nhưng mà nó cũng sẽ là một cái điểm đổi mới, chúng ta sẽ không có cái mặt lưng kính hay là mặt lưng kim loại các thứ bla bla như ngày xưa nữa. Và như anh em thấy đấy, những năm gần đây thông tin rò rỉ gần như đều là chính xác hết. Và như thế thì cái thiết kế của iPhone mới nó đã chính xác đến 96.69% rồi. Quá đáng buồn đúng không? Và mình nghĩ có lẽ bây giờ Apple nên chơi bài là công bố luôn cái hình ảnh chính thức của iPhone mới. Đấy, để từ giờ còn một tháng nữa là mọi người sẽ tập trung vào ném đá, tập trung vào chửi, chê chán chê luôn, chê đến hết nước hết cái. Xong đến ngày ra mắt mọi người không thèm chê nữa, mà sẽ chuyển sang tập trung vào những cái tính năng mới hay ho, hay là những cái nâng cấp mới trên iPhone mới. Đấy, mình nghĩ rất là hợp lý đúng không? Và ok anh em, vừa rồi là tất cả những cái thông tin mới nhất về những chiếc iPhone mới của Apple. Và mình nhấn mạnh lại thì nó cũng chỉ là những cái thông tin rò rỉ thôi. Dù nó có thể chính xác đến 99%, nhưng còn 1% thì cũng chưa biết thế nào, vẫn có thể lật kèo với Apple đúng không? Còn anh em nghĩ sao về những cái sản phẩm mới của Apple và mong chờ điều gì? Cùng comment thảo luận ở dưới video này nhá. Đừng quên like này cũng như subscribe kênh để theo dõi video tiếp theo Thinkview nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.